Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh Anton Đỗ Ngọc Quân và chị Maria Lê Thị Diệp, Hội Thánh chi vui và mở rộng lòng đón tiếp các con cùng với thân quyến bạn bè trong ngày các con cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Xin Chúa nhận lời các con trong ngày vui này và ban ơn trợ giúp bởi trời bênh vực các con, cho các con được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều các con khẩn cầu. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Phấn ca phúc cho người chồng lấy được vợ hiền, sống ngày sống như được nhân đôi. Vợ đặng đem làm vui lòng chồng, năm tháng đời ông trôi qua trong bình an. Vợ hiền là vận may cho người biết kính sợ Chúa. Cho người chồng hay làm việc nghĩa, dù giàu hay nghèo, lòng ăn vẫn khoan khoái, nếp mặt ông luôn hớn hở. Duyên dáng của người vợ biết trang điểm làm chồng vui vẻ, tài quán xíu của nàng làm cho ông no đủ. Vợ thông minh về ít nói là quà tặng của Chúa, không gì sánh bằng người có giáo dục. Vợ thánh thiện và đoan trang là ân huệ tuyệt vời, người tiết hạnh thật là vô giá. Mặt trời mọc trên núi của Chúa, soi sáng thế gian thế nào, vẻ đẹp của người vợ hiền cũng tô điểm ngôi nhà của nàng như vậy. Đó là lời Chúa. Thank you.
tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy phục tùng chồng mình như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu độ thân thể mình. Như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh, vì người dùng nước và lời và mà thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ổ, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn toàn. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mọi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy. Nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Đó là lời Chúa. Kính thưa cô dâu chú rể, kính thưa hai họ cũng như quý bạn chị em, cô dâu thuộc giáo xứ Đồng Cháy, giáo phận Quy Nhơn. Đồng Cháy là một cái giáo họ của giáo xứ Mằng Lăng đó, chùa Ảnh Rê Phú Yên đó, Mằng Lăng. Giờ tách là một giáo xứ mới. Chúng ta biết đó, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe là cái bài tin mừng nó tiếp sau khi mà Chúa Giêsu nhắc lại biết bao nhiêu tình thương mà Thiên Chúa dành cho các môn đệ. Chúa chết cho họ, Thiên Chúa cho họ dạy cho họ biết về Chúa Cha, về nước trời, về con đường dẫn tới cõi phúc, về cách cư xử đầy tình bằng hữu với họ, và tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện qua như vậy. Thì tiếp đó thì Ngài sai các môn đệ: anh em là bạn hữu của Thầy này,
rồi anh em lại yêu thương nhau như Thầy yêu thương em đó. Tất cả những cái điều mà sau khi Ngài đã nhắc lên cái tình yêu giữa Chúa Giêsu và các môn đệ thì Ngài đã sai các môn đệ đi, và chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em ra đi xin nhiều hoa trái và để hoa trái anh em tồn tại. Có lẽ ở ngoài thì người ta nói xe chỉ xe duyên gì đó, duyên trời đình ấy. Nhưng cho Chúa xe duyên cho chúng ta gặp nhau mỗi người mỗi nơi, rồi cũng được mỗi người ra đi. Cái ra đi bình thường mới lần đầu là ra đi để mà làm ăn sinh sống ở nơi một vùng đục đất mới, xa quê hương của mình. Người từ Công Tông vô Sài Gòn, người từ Phú Yên đi vô Sài Gòn để rồi làm ăn, chúng ta gặp nhau và hôm nay được nên vợ nên chồng. Đặc điều mà Chúa mời gọi chúng ta là thể cắt cử anh em ra đi để anh em sinh nhiều hoa trái và để hoa trái của anh em tồn tại. Và chúng ta cũng biết ở trong Kinh Thánh có một ví dụ ngon là cái ông chủ, ông đi xa rồi ông giao cho người đầy tớ, người thì một nén bạc này, người hai nén này, người năm nén này, mỗi người một nén bạc, nhiều ít khác nhau. Rồi ông đi, rồi những người đầy tớ đã ở nhà và dùng cái nén bạc, cái nén tiền, cái số vốn mà ông chủ ông đưa đó để xin lời. Người hai nén làm lời được thêm hai nén khác, người năm nén làm lời thêm năm nén khác, mỗi người làm lời thêm nén bạc của mình. Thì hôm nay sau khi chúng ta thấy chúng ta đã quyết định tròn đến với nhau trong tình yêu, thì có lẽ Chúa cũng muốn cho cái tình yêu của chúng ta cũng được sinh hoa trái, phải không? Cái tình yêu mà chúng ta dành cho nhau mà hôm nay ở nơi vợ nơi chồng này cũng sinh hoa trái. Và cái để cái tình yêu nó sinh hoa trái thì chúng ta phải tâm niệm rằng là tình yêu hôm nay được khởi động, tình yêu hôm nay được gieo mầm. Và Chúa Giêsu đã nói rồi, cái hạt mà mấy ngày nay, cái tuần này chúng ta nghe nhiều dụ ngôn lắm, cái hạt mà gieo nhầm đất tốt đó thì hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Và cái tình yêu của chúng ta được gieo ở nơi hai người ngày hôm nay, và cái tình yêu của chúng ta thì cũng được sinh hoa cái trái, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Vì như vậy để cái hạt mầm mà tình yêu được gieo chúng ta được hoa trái thì chắc chắn chúng ta dựa vào những hình ảnh của Kinh Thánh nói về nước trời để chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta phải làm cho nó mọc lên và phát triển. Làm cho nó mọc lên là phải có đất này, chứ không thể cái sỏi đá được, phải không? Phải có đất. Làm cho nó mọc lên thì phải làm cỏ, bón phân, phải tưới nước này, chúng tôi để gai góc bùi cỏ mọc lên nó che lấp lên sao mà nó sống được. Có nghĩa là chúng ta phải chăm sóc, phải chăm sóc cái tình yêu của chúng ta. Thế nhưng mà hôm nay chúng ta được nên vợ chồng, chúng ta phải chăm sóc. Thường chúng ta dễ quan tâm đến nhau, thường dễ quan tâm nhau khi còn yêu nhau, bồ bịch với nhau, cứ với nhau về đâu còn quan tâm nhau nữa, không có. Nhưng mà phải quan tâm nhau hơn, giờ là có cơ hội để quan tâm nhau hơn chứ. Và chúng ta thấy đôi khi chúng ta cứ chăm sóc cái tình yêu của chúng ta, chăm sóc trong sự quan tâm đến nhau, đây là cả một cơ hội để chúng ta càng có cơ hội để chăm sóc nhau hơn. Thì trong chăm sóc, trong quan tâm đến nhau thì chắc chắn là chúng ta phải bỏ cái kỷ. Có thể nói nếu một bạn trẻ nào đó tin tới hôn nhân mà ích kỷ thì khoan là lập gia đình. Thật sự, tại bởi vì khi mình đã kết hôn rồi đó, mình không còn sống với mình nữa, mà mình phải sống với người khác nữa, sống cho người vợ của mình, sống cho người chồng của mình, sống cho con cái của mình, chưa kể bà con hai bên nữa. Lúc đó cái tôi mình là phải nhỏ đi. Thì trong đời sống hôn nhân đó, đã là tình yêu, là cơ kết hôn với nhau rồi, là luôn luôn phải nghĩ về người khác. Đây là bác ái khi tôi dặn, luôn luôn nghĩ về người khác. Ở bài đọc 2, cô dâu đọc: nhưng người vợ phục tùng chồng, rồi người chồng phải yêu thương vợ mình. Có nghĩa là mình vì người khác, từ ngữ ta nói được, đến nỗi vì người khác, đến nỗi vì người khác, giống như Chúa Kitô.
vì người khác đến như giống như Chúa Kitô yêu thương hội thánh. Và Chúa Giêsu là gì? Chúa Giêsu đã chết vì hội thánh. Vì người khác đến nỗi như vậy phải chết vì người khác. Cũng như cái hình ảnh, chúng ta trở lại cái hình ảnh của hạt giống. Khi này nó chúng ta nó ươm cho nó lên thì cái hạt giống đó mà Chúa cũng nói đấy, cái hạt giống nó phải thối đi. Chúng ta gieo hạt, cái hạt giống mà nó nằm vẫn nằm yếm, cây giống lên được. Nhưng cái hạt giống nó phải thối đi, phải nát đi thì nó mới sinh nhiều, nó mới được nảy mầm và sinh hoa trái được. Thì cũng vậy, cái nhảy đó mà Chúa Giêsu cho chúng ta là cái nhảy của Chúa Giêsu yêu thương hội thánh. Hai cái điểm đó để chúng ta thấy ở trong đời sống hôn nhân rồi. Thứ nhất, để cho chúng ta yêu trái, ta phải quan tâm đến nhau. Cái thứ hai, chúng ta phải dẹp bớt ích kỷ vì người khác. Rồi sau này các con còn có gì nữa, nhờ cưới nhau về này, còn có bên nội bên ngoài, cha mẹ bên nội, cha mẹ bên ngoài, cô dâu phải làm vui lòng họ nội, chú rể làm vui lòng họ ngoại, cho nên đương nhiên. Rồi cái gì nữa? Rồi con cái, hy sinh cho con cái bao nhiêu chuyện để cho để giáo dục con cái nên người tốt lành. Nên cha mẹ biết bao nhiêu cái hy sinh mà chúng ta cần hy sinh cho nhau và còn hy sinh cho người khác. Và bác ái của Kitô giáo, cái hình ảnh của Chúa Giêsu chết trên thập giá, và chúng ta thấy rõ cái điều đó. Chúa Giêsu hy sinh, Chúa Giêsu quan tâm cho người của mình yêu, thì như vậy Chúa Giêsu mới dạy và chúng ta đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hiến mạng sống vì mình yêu. Xin cầu chúc cho cô dâu chú rể tình yêu luôn luôn đầy tràn, tình yêu không có cạn đi. Vì khi chúng ta mang trong mình cả một tình yêu thì sự quan tâm đến nhau sẽ chắc chắn sẽ có, và sự hy sinh cho nhau cũng có, dẹp bớt những ích kỷ cho nhau với cho chính mình là cũng có. Bởi vì nếu chúng ta gắn bó với tình yêu thì không thể chúng ta không làm điều đó. Mà gắn bó với tình yêu thì phải gắn bó với Thiên Chúa. Nếu không có gắn bó với Thiên Chúa thì tình yêu chúng ta sẽ cạn, vì Thiên Chúa là tình yêu. Cầu chúc các bạn tình yêu của các bạn được trổ sinh hoa trái, hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anton Đỗ Ngọc Quân và Maria Lê Thị Diệp, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Anton Đỗ Ngọc Quân, xin nhận em Maria Lê Thị Diệp làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Lê Thị Diệp, nhận anh Anton Đỗ Ngọc Quân làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa bày tỏ trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con,
sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chung tùng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Em Maria Lê Thị Diệp xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân dân cha và con và Thánh Thần. Xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh cha và con và Thánh Thần. Anh chị em thân mến, với lòng yêu mến gia đình trẻ hôm nay, chúng ta cùng thiết tha dâng lên Chúa những lời cầu xin. Xin cho hội thánh Chúa được ngày có nhiều gia đình Kitô hữu thánh thiện, biết sống hiệp nhất với nhau trong tình thương con cái Chúa, hầu rao truyền danh Chúa cho mọi người. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin cho anh An Tôn Đỗ Ngọc Quân và chị Maria Lê Thị Diệp vừa liên kết với nhau qua bí tích hôn phối được ơn Chúa nâng đỡ, để anh chị đủ can đảm vượt qua những thử thách của cuộc sống, trung thành với lời đoan hứa hôm nay. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin cho ông bà, cha mẹ và bà con thân thuộc, những người đang hiện diện nơi đây, được nhiều ơn lành của Chúa để tiếp tục dìu dắt, nâng đỡ gia đình mới này ngày càng trưởng thành hơn. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Xin cho những ai đang sống bậc sống gia đình, biết luôn tương dư lực Chúa, chu toàn bổn phận vợ chồng, biết hy sinh quên mình vì nhau, để nêu gương sáng cho con cái và giáo dục chúng nên những người con đích thực của Chúa. Hiệp lòng chúng ta dâng Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận tự tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Aloisio chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến anh Anton Độ Ngọc Quân và chị Maria Lê Thị Diệp mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta dám nguyện rằng dự tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau. Lạy Cha chi thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình anh Cha, cho họ con nam con nữ, để người nam và người nữ khi được liên kết nên một nơi thể xác cũng như trong tâm hồn biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mặc khải chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn ta giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là Anton Đồ Ngọc Quân và Maria Lê Thị Hiệp, và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành, và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên y hợp tâm đầu.
Lạy Chúa, xin cùng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị gây dựng, biết giáo dục con cái trong tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỳ của Chúa là Maria Lê Thị Diệp, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cùng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tơ Chúa đây là An Tôn Đỗ Ngọc Quân, để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng chung thủy và người cha cần mẫn. Lạy Cha Chi Thanh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Anh chị em chúc bình an cho nhau.
Cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tiên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho các con được hưởng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho các con nơi con cái. Còn một Thiên Chúa thương xót phù giúp các con khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng các con. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.